Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita và phim nước hoa Vita. Thì hôm nay Dung sẽ làm một cái video để giới thiệu đến với mọi người một trong những mùi hương mà mình sử dụng thường xuyên nhất và có thể nói là dùng nhiều nhất ở Sài Gòn luôn. Đó là một cái chai nước hoa chủ điểm Suitrot đến từ nhà Nick Pháp Frederick Mel, chai Bigaret Concentrate. Đây. Các bạn có quan sát cái chai nước hoa thì có thể thấy là mình đã dùng hết cái chai Bigaret Concentrate này rồi. Và có thể nói là đây là một trong những cái chai nước hoa đưa mình đến với cái nhà Nick này khi mà mình mới bắt đầu chơi nước hoa Nick thôi. Thì Dung mới mua một cái chai Bigaret Concentrate Full. Đây là cái chai nước hoa cầm trên tay này đây. Và nhân cái lúc mà mình có một cái chai nước hoa mới thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng mọi người biết nhiều hơn đến cái mùi hương rất là tuyệt vời đến từ Pháp này, và cho em nó một cái cơ hội để bước chân vào bộ sưu tập nước hoa của bạn nha. Ok, đây cái chai Bigaret Concentrate mới mình đang cầm trên tay. Có thể thấy các bạn nào mà fan cứng của Frederick Mel thì thấy cái tên này rất là quen đúng không? Đúng rồi, những cái bạn mà yêu thích cái nhà Nick Pháp Frederick Mel cũng như là yêu hương Citrus thì cái tên này không có lạ lẫm gì nữa. Bigaret Concentrate là một cái mùi hương xuất phát từ cái chai nước hoa gốc là chai Cologne Bigaret của quý ngài Jean Claude Elena. Đây là một cái tên rất là quen thuộc trong cái làng yêu hương ha. Bạn nào mà yêu thích cái bộ khu vườn của nhà Hermès Anjardin đó ha, Anjardin Lenin Latot, thì cái bộ sưu tập đó chính là của quý ngài Jean Claude Elena này. Thì chai Bigaret Concentrate này với mình là một cái mùi hương xuất sắc hơn ha, đậm đặc hơn và nó hay hơn cái phiên bản Cologne Bigaret rất là nhiều. Cái mùi hương của cái chai Bigaret Concentrate này nó đặc biệt hơn nhờ vào một chút cái sự thay đổi trong công thức của cái chai Cologne Bigaret ban đầu. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì mình sẽ cùng nhau quan sát cái chai Bigaret Concentrate kỹ hơn ha. Thì giống như những cái concept nước hoa khác của Frederick Mel, đây là cái chai nước hoa dựa trên cái concept là một cuốn sách ha. Và mình có thể thấy là cái bìa sách đây có thông tin của tác giả là chủ nhân của cái mùi hương này. Đây. Và mình sẽ cùng nhau mở nó ra nha. Nên mọi người sẽ thấy là khi mà sở hữu một cái chai FM ha, trên tay thì mình sẽ thấy là mình rất là thích. Và cái chai nước hoa này nồng độ của nó là Eau de Toilette nha. Thì khi mà cái chai Cologne Bigaret nó ra đời, rất là nhiều người yêu mến cái mùi hương nó luôn. Thì mọi người, cụ thể ở đây là performer Jean Claude Elena và Frederick Mel thì cảm thấy là cái mùi hương này nó hơi nhẹ nhàng quá. Nên vậy nên là hai ông mới quyết định cho ra đời một cái công thức là đậm đặc hơn của cái mùi hương này. Bigaret Concentrate vừa nãy mình nói rồi, có thêm vào một chút cái vị cay the nè và đắng nhẹ của cam, nên vậy nên là tinh mũi thì mình sẽ thấy cái chai Bigaret Concentrate này nó đặc trưng hơn, cái mùi cam đắng nó đặc trưng hơn cái chai Cologne Bigaret, nhất là lúc mà mình vừa mới xịt ra. Hẳn nhiên là đã xài hết cả một chai nước hoa rồi thì mình cực kỳ am hiểu về nó ha. Đây, bên trong một cái chai Frederick Mel nó sẽ như thế này, rất là giống một cuốn sách. Đây là chai Cologne Bigaret mới của mình. Tại sao cái mùi cam đắng này nó lại kinh điển, được hâm mộ và nổi tiếng bậc nhất thế giới mùi hương đến như vậy? Thì để tạo nên cái chai Bigaret Concentrate này, Jean Claude Elena đã tìm đến rất là nhiều cái chuyên gia hương liệu hàng đầu. Họ tạo ra một cái loại tinh dầu cam đắng được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất phân tử. Do vậy đây là có thể gọi đây là một cái cuộc cách mạng tinh vi làm cấu trúc mùi hương, khiến cho mùi tươi mát của cái cam đắng á, nó thêm một chút cay, nó thêm một chút the và nó xuất sắc hơn rất là nhiều cái mùi citrus thường lệ. Mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về một cái mùi hương mà mình rất là thích này. Thì khi mà bạn vừa mới xịt ra thì mình cảm thấy giống như là mình được bao bọc bởi một cái top note là một cái mùi cam đắng bùng nổ vậy không? Mùi cam rất là tươi, rất là fresh và tất nhiên là có một chút hơi đắng, cảm giác giống như là có một trái cam ha, một trái cam nó chín vàng, nó mọng, nó sắp tứa nước ra rồi. Và các bạn thấy là cái trái cam này nó không cắt nguyên trái mà nó sẽ gồm có thân, cành, lá luôn của một cái cành trái cam như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái chút đắng nhẹ của cái phần cuốn lá này và có một chút the cay của cái tinh dầu khi mà bạn bóp vào vỏ trái cam ha. Cái mùi hương này nó tạo cảm giác rất là mát mẻ mà nó được xử lý rất là tinh tế, khiến cho mình cảm thấy nó vừa mát mẻ mà nó vừa rất là dễ chịu nữa.
để mà hình dung hơn thì các bạn nghe mình diễn tả vừa nãy đó, nó giống như là một trái cam chín mọng ha, có đầy đủ cả cành ha, có cả lá. Và khi mà mình nhấn cái móng tay nhẹ của mình vào cái trái cam đó thì cái tinh dầu đó nó tứa ra và khiến cho mình cảm thấy rất là the mát ha, nó rất là sảng khoái. Đây là một cái mùi hương tuyệt vời dành cho mùa hè, nhất là những bạn sinh sống ở những vùng có khí hậu nóng giống như mình ha. Mình đang ở Sài Gòn thì cái mùi hương này mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Cái mùi hương này vẫn là một cái mùi chủ đạo citrus. Mình mới xịt ra là mình thấy cam chanh bùng nổ tươi mát liền ha, ngửi rất là sảng khoái và rất là đầy năng lượng luôn. Thì khi mà cái mùi hương này nó bắt đầu xuống mùi thì bạn sẽ nhận thấy như mình nói rồi, có một chút tiêu ha, khiến cho mùi hương nó the, nó cay, có một chút đắng. Và mình sẽ cảm thấy cái base gỗ của cái mùi hương này rất là rõ. Cái base ở đây là base gỗ tuyết tùng á, khiến cho nó giống như là một cái cành của trái cam vậy, khiến cho mình cảm thấy cái mùi cam đắng này nó rất là vừa phải, mà nó rất là tự nhiên, nó rất là thật. Và giống như mình nói là nó là một cái hình tượng về một trái cam rất là tươi ha, rất là xanh. Và đây đúng là một mùi hương tràn đầy sức sống. Và cái concept tạo ra cái mùi hương này cũng rất là thú vị luôn. Để tạo nên cái chai Bigaret Concentrate này thì cái ý tưởng của nó chính là những cái ngôi nhà với mái ngói đỏ ha, những cái bức tường màu cam đặc trưng của vùng địa Trung Hải, rồi những cái khu vườn cam chín đỏ trong ánh nắng mặt trời. Cái thời tiết nóng nực nó sẽ làm cho cái mùi tinh dầu quả cam nó bốc lên ngào ngạt, khiến mình bừng tỉnh ha. Nếu mà mình mới thức dậy sau một cái đêm dài ha, mình ngủ cần một cái mùi hương để khiến cho mình wow, mình đón sức sống cho một ngày mới ha, mình thư giãn, mình dễ chịu và cảm thấy tràn đầy năng lượng để bắt đầu vào một ngày mới, thì mình nghĩ rằng là cái mùi hương Bigaret Concentrate này rất là nên lựa chọn. Đây là một cái mùi hương khiến cho mình cảm thấy nó rất là tươi mát, nó rất là giàu sức sống. Để mặc Bigaret Concentrate này thì mình nghĩ rằng đó sẽ là những cái ngày mà trời đầy nắng ha, những cái ngày bạn bước ra ngoài đường mặc một cái outfit đơn giản và vẫn có thể trở nên khác biệt, trở nên tích cực, sống động và tràn đầy sức sống với cái mùi hương Bigaret Concentrate này. Nó giống như cảm giác như là mình được tưới ha, mình được tưới bởi một cái làn gió, một cái làn nước mát tinh khiết ha, rất là sống động, rất là giàu sức sống. Qua wow, mùi cam chanh nó bao bọc xung quanh mình, khiến cho mình cảm thấy mình rất là phấn khích ha, rất là phấn khích và rất là sảng khoái. Thì về khuyết điểm của cái chai Bigaret Concentrate này rất là giống chai Cologne Bigaret, đó chính là cái độ bám tỏa không tốt. Tuy nhiên những cái mùi hương mà nó fresh như thế này, nó giàu sức sống như thế này, thì mình nghĩ rằng độ bám tỏa của nó chỉ ở mức vừa phải thôi, để không gây phiền mũi những người xung quanh, và những người xung quanh có thể ngửi thấy được cái mùi hương này ở trên người mình và sẽ cảm thấy rất là sảng khoái, rất là dễ chịu. Bigaret Concentrate tới nay được đánh giá là một trong những kiệt tác của Frederick Mell. Đây là cái mùi hương khiến cho mình cảm thấy là tươi sáng, bùng tỏa năng lượng tích cực. Và cái năng lượng tích cực này từ mình, từ cái mùi hương này lan tỏa đến những người xung quanh. Đây là một cái mùi hương mà mình đặc biệt yêu thích của Frederick Mell, Bigaret Concentrate. Nếu bạn yêu thích citrus, bạn cần một cái mùi hương citrus tươi mới, bùng tỏa năng lượng và giàu sức sống, thì đừng bỏ qua Bigaret Concentrate đến từ Frederick Mell. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video review Bigaret Concentrate của mình ngày hôm nay. Đây là cái giấy hoa mình rất là thích mà mình đã mua tới 2 chai để dùng ha. Và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ yêu thích cái mùi hương này giống như mình ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay nha.